Ngày 27 tháng 3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng cùng một số đơn vị thuộc ngành hàng không tổ chức sự kiện Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế. Hai chuyến bay từ Singapore và Thái Lan lần đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau khi thành phố mở lại đường bay quốc tế. Ghi nhận vào khoảng 11 giờ, chuyến bay SQ-172 với gần 160 hành khách từ Singapore đã hạ cánh Đà Nẵng. Nhiều hành khách vô cùng bất ngờ và xúc động trước màn tiếp đón đặc biệt từ nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng. Yeah, we didn't expect anything. We were just coming out and we saw all the people waiting for us and it was very exciting. It is the first time I come to Da Nang. I've been to Hoi An before. I was very excited because we wanted to come back to Vietnam for more than 2 years actually. And we wanted to visit Da Nang for many years and it's like a freedom. Come back to Vietnam and see the people, see the culture, eat the local food. Very excited. This is the first time we've been traveling the world for the past year, and we kind of saved the best for last, which is Vietnam. We are so excited and so grateful to be here, and very excited to experience the culture. And if this welcome is any indication of what we can expect, we will have a great time here. Tiếp theo đây, rất nhiều hãng hàng không khác cũng sẽ tiếp nối cái tín hiệu tích cực là mở cửa lại những cái chuyến bay trực tiếp nối Đà Nẵng với các thị trường trọng điểm về du lịch cũng như là đầu tư thương mại, ví dụ như là thị trường Thái, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân. Và chúng tôi mong muốn với cái sự chung tay nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và tất cả những cái sự nỗ lực của chính quyền cũng như là sở ban ngành thì ngành du lịch Đà Nẵng sắp tới sẽ quay trở lại. Được biết, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay đã khai thác trong năm 2019. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc tế như cuộc thi Ironman Việt Nam tháng 5 2022, cuộc thi thuyền buồm Đà Nẵng tháng 6 2022, giải golf châu Á tháng 9 2022 và rất nhiều hoạt động sự kiện nổi bật hấp dẫn khác. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.